Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Hội dân quận Phú Nhuận số 01/2024 quyết định việc phê chuẩn chức danh và miễn nhiệm chức danh chủ tịch câu lạc bộ doanh nghiệp kinh doanh Hội Dương của quận Phú Nhuận đối với là Dương Hoàng Long. Quyết định về việc miễn nhiệm chức danh chủ tịch câu lạc bộ doanh nghiệp kinh doanh Hội Dương quận Phú Nhuận. Hội đồng Hội dân quận Phú Nhuận căn cứ điều lệ Hội dân Việt Nam, căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng Hội dân Việt Nam, Hội đồng tỉnh Hồ Chí Minh, câu lạc bộ doanh nghiệp kinh doanh Hội dân thành phố Hồ Chí Minh, quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Hội dân quận Phú Nhuận, căn cứ vào biên bản họp chỉ còn những sự ngày 20/6/2024 của Hội đồng Hội dân quận Phú Nhuận theo đề nghị của văn phòng Hội đồng Hội dân Phú Nhuận quyết định điều một phê chuẩn miễn nhiệm chức danh chủ tịch câu lạc bộ doanh nghiệp kinh doanh Hội Dương quận Phú Nhuận đối với ông Dương Hoàng Long kể từ ngày 29/6/2024. Các ông bà có tên trong điều một Hội đồng Hội dân Phú Nhuận câu lạc bộ doanh nghiệp quận Phú Nhuận có trách nhiệm thực hiện quyết điều hành thực hiện đúng theo đề nghị điều lệ Hội Dương Việt Nam và các quy định pháp luật của nhà nước thực hiện theo quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Hội dân thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Hội dân quận Phú Nhuận. Điều 3, văn phòng Hội đồng Hội dân quận Phú Nhuận câu lạc bộ doanh nghiệp kinh doanh Hội dân quận Phú Nhuận căn cứ quyết định thi hành quyết định này và sau cái quyết định lễ nhiệm chức danh chủ tịch câu lạc bộ doanh nghiệp kinh doanh của Hội dân quận Phú Nhuận thì tôi cũng xin được công bố là cái phê chuẩn chức danh chủ tịch câu lạc bộ doanh nghiệp kinh doanh quận Phú Nhuận bởi vì qua Hội đồng Hội dân thành phố đã kiện toàn và quyết định bổ nhiệm Dương Quốc Hùng phó chủ tịch Hội đồng Hội dân quận Phú Nhuận và Hội đồng Hội dân Phú Nhuận cũng đã là đề nghị quyết định bổ nhiệm cho ông Dương Quốc Hùng là chủ tịch câu lạc bộ. Xin thông qua quyết định Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lập lại tên mục Hội đồng Hội dân thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Hội dân quận Phú Nhuận số 02/2024 gần ngày 21/6/2024 quyết định việc phê chuẩn chức danh chủ tịch câu lạc bộ doanh nghiệp kinh doanh Hội dân quận Phú Nhuận. Hội đồng Hội dân quận Phú Nhuận căn cứ điều lệ Hội dân Việt Nam, căn cứ quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Hội dân thành phố Hồ Chí Minh, câu lạc bộ doanh nghiệp kinh doanh Hội dân thành phố Hồ Chí Minh, quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Hội dân quận Phú Nhuận, căn cứ vào văn bản họp ngày họp kiện toàn nhân sự ngày 20/6/2024 của Hội đồng Hội dân quận Phú Nhuận theo đề nghị của văn phòng Hội đồng Hội dân quận Phú Nhuận quyết định điều một phê chuẩn chức danh chức vụ chủ tịch câu lạc bộ doanh nghiệp kinh doanh Hội dân quận Phú Nhuận đối với ông Dương Quốc Hùng thời gian chức vụ từ ngày 24/6/2024 đến hết nhiệm kỳ của Hội đồng Hội dân quận Phú Nhuận. Điều 2, ông bà có tên ở điều 1 Hội đồng Hội dân quận Phú Nhuận câu lạc bộ doanh nghiệp kinh doanh quận Phú Nhuận có trách nhiệm thực hiện theo đúng điều lệ Hội dân Việt Nam và các quy định pháp luật của nhà nước Việt Nam thực hiện quy chế tổ chức hoạt động Hội đồng Hội dân Việt Nam, Hội đồng Hội dân quận Phú Nhuận. Điều 3, văn phòng Hội đồng Hội dân quận Phú Nhuận, câu lạc bộ doanh nghiệp kinh doanh Hội dân quận Phú Nhuận căn cứ quyết định thi hành quyết định theo luật để ký kết. Đã ký. Đó là cái quyết định bãi nhiệm của chủ tịch câu lạc bộ và bổ nhiệm cái danh chủ tịch của câu lạc bộ. Thế thứ hai là cái miễn nhiệm và cái thứ hai là bổ nhiệm cái chức danh phó chủ tịch câu lạc bộ doanh nghiệp kinh doanh Hội dân quận Phú Nhuận. Câu ba câu của Việt Nam là tập danh mục Phú Nhuận ngày 20/6/2024 Hội đồng Hội dân thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Hội dân quận Phú Nhuận quyết định việc miễn nhiệm chức danh việc là phê chuẩn chức danh chủ tịch phó chủ tịch Hội đồng Hội dân quận Phú Nhuận. À,
Hội đồng Hội Dung cũng nhận căn cứ điều lệ Hội Dung Việt Nam, căn cứ quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Hội Dung Thành phố Hồ Chí Minh, câu lạc bộ doanh nghiệp kinh doanh Hội Dung Thành phố Hồ Chí Minh, quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Hội Dung quận Phú Nhuận, căn cứ vào quy phạm họp kiện toàn nhân sự ngày 20/6/2024 của Hội đồng Hội Dung quận Phú Nhuận, theo đề nghị của văn phòng Hội đồng Hội đồng Hội Dung Phú Nhuận quyết định điều 1. Phê chuẩn chức vụ phó chủ tịch câu lạc bộ doanh nghiệp kinh doanh Hội Dung quận Phú Nhuận đối với ông Dương Hoàng Long, thời gian giữ chức vụ kể từ ngày 20/6/2024 đến hết nhiệm kỳ của Hội đồng Hội Dung quận Phú Nhuận. Điều 2, các ông bà có tên ở điều 1 Hội đồng Hội Dung Phú Nhuận câu lạc bộ doanh nghiệp kinh doanh Hội Dung quận Phú Nhuận có trách nhiệm thực hiện theo đúng điều lệ Hội Dung Việt Nam các quy định pháp luật của nhà nước Việt Nam, thực hiện theo quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Hội Dung Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Hội Dung quận Phú Nhuận, điều 3, văn phòng Hội đồng Hội Dung Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Hội Dung quận Phú Nhuận, Hội Phú Nhuận, câu lạc bộ doanh nghiệp quận Phú Nhuận, Hội Dung quận Nhuận thích căn cứ quyết định thi hành quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Bởi vì đối với Dương Hoàng Long, do cái điều kiện và do một số cái điều kiện cho nên là xin được thôi giữ chức chủ tịch câu lạc bộ doanh nghiệp kinh doanh, và Dương Hoàng Long cũng đã là đồng hành và xin được tiếp tục giữ chức vụ phó chủ tịch câu lạc bộ doanh nghiệp kinh doanh thay vì chủ tịch, thì không nghĩ là gì xin lùi lại rồi lại mới sẽ có được thôi. Xin mời như vậy là một cái quyết định thứ ba. Cộng hòa xã hội Việt Nam là đồng tiền quốc Hội đồng Hội Dung Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Hội Dung Phú Nhuận quyết định điều tay điểm chức danh phó chủ tịch câu lạc bộ doanh nghiệp kinh doanh Hội Dung quận Phú Nhuận. Hội đồng Hội Dung Phú Nhuận căn cứ điều lệ Hội đồng Hội Dung Việt Nam, căn cứ quy chế tổ chức hoạt động Hội đồng Hội Dung Thành phố Hồ Chí Minh, câu lạc bộ doanh nghiệp kinh doanh Hội Dung Thành phố Hồ Chí Minh quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Hội Dung quận Phú Nhuận, căn cứ vào biên bản họp kiện toàn nhân sự ngày 20/6/2024 Hội đồng Hội Dung quận Phú Nhuận theo đề nghị của văn phòng Hội đồng Hội Dung quận Phú Nhuận quyết định điều 1. Phê chuẩn chức vụ phó chủ tịch câu lạc bộ doanh nghiệp kinh doanh Hội Dung quận Phú Nhuận đối với ông Dương Ngọc Bình, thời hạn giữ chức vụ kể từ ngày 20/6/2024 đến hết nhiệm kỳ của Hội đồng Hội Dung quận Phú Nhuận. Điều 2, các ông bà có tên điều 1 Hội đồng Hội Dung quận Phú Nhuận câu lạc bộ doanh nghiệp kinh doanh quận Phú Nhuận có trách nhiệm thực hiện theo đúng điều lệ Hội Dung Việt Nam và các quy định của pháp luật của nhà nước Việt Nam, thực hiện theo quy chế tổ chức hoạt động Hội đồng Hội Dung Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Hội Dung Phú Nhuận. Điều 3, văn phòng Hội đồng Hội Dung Phú Nhuận câu lạc bộ doanh nghiệp kinh doanh Hội Dung quận Phú Nhuận có căn cứ quyết định thi hành quyết định về đăng ký đã ký trường hợp đó là cái bổ nhiệm về trường chức trên phó chủ tịch hội doanh nghiệp kinh doanh. Thứ hai, được mình ủy viên được bổ nhiệm làm ủy viên Hội đồng Hội Dung Phú Nhuận. Và tiếp theo cái quyết định á là cái miễn chức danh là chủ tịch câu lạc bộ thanh niên Hội Dung Phú Nhuận cộng đoàn hội dân tiêu năm tập hợp danh mục Hội đồng Hội Dung Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Hội Dung Phú Nhuận quyết định việc miễn nhiệm chức danh chủ tịch câu lạc bộ công bộ thanh niên Hội Dung Phú Nhuận. Hội đồng Hội Dung quận Phú Nhuận căn cứ điều lệ Việt Nam, căn cứ quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Hội Dung Thành phố Hồ Chí Minh, câu lạc bộ thanh niên Hội Dung Thành phố Hồ Chí Minh, quy chế tổ chức hoạt động Hội đồng Hội Dung quận Phú Nhuận, căn cứ biên bản họp ngày 20/6/2024 Hội đồng Hội Dung quận Phú Nhuận theo đề nghị của văn phòng Hội đồng Hội Dung quận Phú Nhuận quyết định điều 1. Miễn nhiệm chức vụ chủ tịch câu lạc bộ thanh niên Hội Dung quận Phú Nhuận đối với bà Dương Bình Kim Yến theo quyền nhận cá nhân không tham gia sinh hoạt cộng đồng. Điều 2, bà Dương Bình Kim Yến có trách nhiệm bàn giao công việc cho Hội đồng Hội Dung quận Phú Nhuận theo quy định. Điều 3, văn phòng Hội Dung quận Phú Nhuận câu lạc bộ thanh niên Hội Dung quận Phú Nhuận các điều quan căn cứ định thi hành theo quyết định kể từ ngày ký thay mặt Hội đồng Hội Dung quận Phú Nhuận ký chương trình đó. Đó là cái miễn nhiệm của cái đối với cái Dương Bình Kim Yến ở trong cái chủ tịch là cái công bộ thanh niên của Phú Nhuận. Và tiếp theo để kiện toàn cho công bộ thanh niên của mình
có đủ nhân sự, có đủ năng lực, sức khỏe, điều kiện để tham gia cái hội đồng câu lạc bộ thanh niên của quận Phú Nhuận, thì hội đồng cũng xin quyết định, có quyết định là bổ nhiệm chủ tịch câu lạc bộ thanh niên của hội đồng thanh niên quận Phú Nhuận. Còn qua sau chức năng là hội đồng thanh niên quận thành phố Hồ Chí Minh, hội đồng thanh niên Phú Nhuận quyết định việc phê chuẩn chức danh chủ tịch câu lạc bộ thanh niên hội viên quận Phú Nhuận. Thường trực hội đồng hội viên thành phố Hồ Chí Minh căn cứ điều lệ hội viên Việt Nam, căn cứ quy chế tổ chức hoạt động hội đồng hội viên thành phố Hồ Chí Minh, câu lạc bộ thanh niên hội viên thành phố Hồ Chí Minh, quy chế tổ chức hoạt động hội đồng hội viên quận Phú Nhuận, căn cứ biên bản họp kiện toàn nhân sự ngày 20/6/2024 của hội đồng hội viên quận Phú Nhuận, theo đề nghị của văn phòng hội đồng hội viên quận Phú Nhuận, quyết định điều một phê chuẩn chức vụ chủ tịch câu lạc bộ thanh niên hội viên quận Phú Nhuận đối với ông Dương Đình Dũng, thời dự hạn dự chức vụ kể từ ngày 26/4/2024 đến hết nhiệm kỳ hội đồng hội viên quận Phú Nhuận. Điều hai, ông bà có tên ở điều một hội đồng hội viên quận Phú Nhuận, câu lạc bộ thanh niên hội viên quận Phú Nhuận có trách nhiệm thực hiện theo đúng điều lệ hội viên Việt Nam và các quy định của pháp luật nhà nước Việt Nam, thực hiện theo quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng hội viên thành phố Vinh, hội đồng hội viên quận Phú Nhuận. Điều ba, văn phòng hội đồng hội viên quận Phú Nhuận, câu lạc bộ hội viên quận Phú Nhuận căn cứ quyết định, căn cứ quyết định thi hành quyết định của ý kiến đã ký nguyên tắc. Và còn một cái tiếp một cái quyết định nữa là cũng định bổ nhiệm chức danh phó chủ tịch câu lạc bộ thanh niên hội viên quận Phú Nhuận. Còn qua sau khi năm lập được danh mục hội đồng hội viên thành phố Hồ Chí Minh, hội đồng hội viên quận Phú Nhuận quyết định việc phê chuyển chức danh phó chủ tịch câu lạc bộ thanh niên hội viên quận Phú Nhuận. Thường trực hội đồng hội viên thành phố Hồ Chí Minh căn cứ điều lệ hội viên Việt Nam, căn cứ quy chế tổ chức hoạt động hội đồng hội viên thành phố Hồ Chí Minh, câu lạc bộ thanh niên hội viên thành phố Hồ Chí Minh, quy chế tổ chức hoạt động của hội đồng hội viên quận Phú Nhuận, căn cứ vào biên bản kiện toàn nhân sự ngày 20/6/2024 hội đồng hội viên quận Phú Nhuận, theo đề nghị của văn phòng hội đồng hội viên quận Phú Nhuận, quyết định điều một phê chuẩn chức vụ phó chủ tịch câu lạc bộ thanh niên hội viên quận Phú Nhuận đối với ông Dương Phạm Toàn Nam, thời hạn sử dụng chức vụ kể từ ngày 24/6/2024 đến hết nhiệm kỳ của hội đồng hội viên quận Phú Nhuận. Điều hai, các ông bà có tên ở điều một hội đồng hội viên quận Phú Nhuận, câu lạc bộ thanh niên hội viên quận Phú Nhuận có trách nhiệm thực hiện đúng điều lệ hội đồng Việt Nam quy định pháp luật của nhà nước Việt Nam, thực hiện hiện theo quy chế tổ chức và hoạt động hội đồng hội viên thành phố Hồ Chí Minh, hội đồng hội viên quận Phú Nhuận. Điều ba, văn phòng hội đồng hội viên quận Phú Nhuận, câu lạc bộ thanh niên hội viên quận Phú Nhuận căn cứ quyết định thi hành quyết định phê duyệt kể nhật ký thay mặt đồng chí quận Phú Nhuận tôi đã đã ký như vậy đó. Thì để nói ra thì trân trọng xin mời các ông bà có tên trong quyết định vừa nêu, một là ông Dương Hoàng Lâm, hai là Dương Ngọc Bình, ba là Dương Đình Dũng, bốn là Dương Phạm Hoàng Nam đến góc để nhận quyết định. Riêng của ông Dương Quốc Hùng thì cũng nghe nói hôm nay nhận cái trách nhiệm là phó chủ tịch hội đồng hội viên quận Phú Nhuận và chủ tịch luôn câu lạc bộ nhân dân quận Nhuận, nhưng mà Dương Quốc Hùng hiện nay đang ở bên Sài Gòn, đang không có điện thoại tôi lại không kịp, cho nên là sẽ này sẽ có sau, và sau khi hội nghị này thì sẽ anh em sẽ ra và trao đổi với nhau.
Kính thưa các bác, các chú, các cô, các vị cao niên, hội dương có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Kính thưa chị Dương Thị Hồng Thủy, hội viên hội đồng hội dương Việt Nam, tên hội đồng hội dương thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa các anh, các chị trong thường trực hội đồng hội dương thành phố Hồ Chí Minh, các vị khách mời hội dương quý mến của chúng ta đến từ các tỉnh thành lân cận và ở xa như Quảng Ngãi, Đà Nẵng. Kính thưa các vị đại diện hội đồng hội dương các quận huyện, thành phố Hồ Chí Minh, thưa tất cả các em thanh niên hội dương có mặt hôm nay, lời đầu tiên thay mặt cho ba sĩ đồng tập hội đồng hội dương Việt Nam được gửi lời cảm ơn chân tình đến ban tổ chức, đến hội đồng hội dương thành phố Hồ Chí Minh, hội đồng hội dương quận Phú Nhuận đã có lời mời để đại diện cho ba sĩ đồng tập hội đồng hội dương Việt Nam có mặt tham gia một cái sự kiện rất là ý nghĩa của hội đồng hội dương thành phố Hồ Chí Minh và hội đồng hội dương quận Phú Nhuận, và được gặp lại những người anh em, các cô bác hội dương đã sau một thời gian mấy tháng từ đầu năm đến nay thì chúng ta mới có cơ hội gặp lại. Và về cái hội nghị ngày hôm nay thì lời đầu tiên tôi nhận xét là thứ nhất là thấy hội nghị chúng ta chuẩn bị rất là nhìn chung, rất là bài bản đúng các cái quy định của hội đồng hội dương Việt Nam. Hội nghị cũng đã lên cái chương trình kế hoạch nhân cái sự kiện tổng kết hoạt động của hội dương Phú Nhuận, tiến hành các hoạt động mừng thọ rồi quy hoạch tương lai rất là có ý nghĩa. Một lần nữa thay mặt cho hội đồng hội dương Việt Nam tôi ghi nhận và cảm ơn các thành viên về nỗ lực của hội đồng hội dương thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay là trong lúc ngồi lắng nghe giới thiệu thành phần đại biểu thì tôi thấy có một vài điểm mà tôi tiếp có lẽ nhớ nhầm chắc các vị trí có lẽ tôi đi nhiều cho nên tôi nhớ kỹ. Thứ nhất là anh Dương Văn Nghĩa không phải là phó chủ tịch hội đồng hội dương thành phố Đà Nẵng, mà anh Dương Văn Nghĩa là ủy viên hội đồng hội dương thành phố Đà Nẵng, kiêm tránh văn phòng của hội đồng hội dương thành phố Đà Nẵng. Đề nghị hội nghị cho tràng pháo tay lên cho đại biểu ở xa nhất. Và về hội đồng hội dương tỉnh thành lân cận thì có hội đồng hội dương tỉnh Tây Ninh thì cũng giới thiệu lại lần nữa cho chính xác là Dương Văn Huê hiện tại là ủy viên hội đồng hội dương tỉnh Tây Ninh. Còn đại diện cho hội đồng hội dương tỉnh Tây Ninh hôm nay thì có anh Dương Văn Đạt là cũng là ủy viên hội đồng hội dương tỉnh Tây Ninh, kiêm phó chủ tịch hội đồng hội dương thành phố Tây Ninh. Mời anh Đạt giới thiệu hai anh ngồi gần đứng bên ngay cho đại biểu biết. Và cũng nhân dịp này cũng cảm ơn anh Thanh, chủ tịch hội đồng hội dương của huyện Mộ Đức từ Quảng Ngãi xa xôi vào. Và khi này thì theo tôi nhớ thì cũng quên giới thiệu anh Dương Minh Thảo là chủ tịch hội đồng hội dương liên huyện Bình Tân Bình Chánh. Có giới thiệu rồi. Thế thì hôm nay để dự hội nghị thì đứng rất là vui, rất là cảm kích vì đánh giá cao cái nỗ lực của thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ trong năm nay thì hội đồng hội dương Việt Nam chúng ta không có những cái sự kiện mang tính tầm vóc toàn quốc, mà chủ yếu là để cho các khu vực và các tỉnh thành chúng ta tổ chức các cái sự kiện của mình. Thì đây cũng là một cái nỗ lực của hội dương thành phố Hồ Chí Minh cũng như quận Phú Nhuận đã đứng ra tổ chức sự kiện này là cái gì để chúng ta tổng kết lại các hoạt động của mình trong năm vừa rồi và 6 tháng đầu năm 2024. Cũng là cái gì để chúng ta gắn kết tình cảm rồi rút kết kinh nghiệm hoạt động với nhau. Và trong hoạt động cộng đồng thì cái việc gặp gỡ giao lưu của hội nghị rất là quan trọng. Chúng ta không phải là thích tổ chức hội nghị rình rang lớn lao gì cả, chúng ta mục đích là để gặp nhau rồi hỏi thăm hàn huyên tâm sự, chia sẻ kinh nghiệm và biểu dương các cá nhân tập thể đã làm tốt hoạt động cộng đồng để từ đó động viên khuyến khích phong trào nhiều hơn nữa. Thì đây là những cái ý nghĩa của công tác cộng đồng. Thì ngoài công tác tổ chức hội nghị thì hội dương chúng ta cũng rất nhiều các hoạt động khác liên quan, ví dụ như là các cái lễ hội văn hóa các tổ chức tại các tỉnh, rồi các hoạt động dành cho doanh nghiệp doanh nhân, rồi các hoạt động dành cho thanh niên, cũng như các cái chương trình chuyên đề của hoạt động cộng đồng của chúng ta. Thì tôi rất là đánh giá cao cái công việc này và mong rằng hội dương chúng ta, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm phát triển về văn hóa kinh tế thì
xã hội và trên các hoạt động cộng đồng để quan tâm tập trung nhiều hơn nữa để có nhiều các hoạt động hội nghị các cái chương trình gỡ giao lưu để kết nối người mọi người lại với nhau và thấy động lực cho các thành viên tích cực tham gia như là cái nơi để cho các bác các cụ cao niên được gặp gỡ con cháu của cộng đồng của mình để hiểu thêm về hoạt động cộng đồng để sự trưởng thành phát triển của cộng đồng cộng đồng của chúng ta. Thì xin thưa quý vị là trở lại cái hội đồng của Dương Phú Nhân là đây là thứ chắc cũng là 2-3 lần rồi chứ cũng mới được dự hội nghị đầu tiên là cái đại hội thành lập của hội đồng Dương Phú Nhân và sau đó là một lần hội nghị và hôm nay là có lẽ là lần thứ ba thì chứng kiến nhiều cái quá trình thành lập rồi củng cố rồi phát triển và những cái thăng trầm khó khăn bởi đại dịch Covid. Rồi đặc biệt là thời gian vừa rồi là như hôm 8 chúng tôi là như vậy thì bây giờ cũng qua cái đó thì có thể nói là cái gì của anh rất nhiều thành công và hôm nay đánh giá cao anh Dương Văn Tám cũng như các thành viên hội đồng hội viên cũng được đã cố gắng tổ chức và cái sự kiện này chắc có lẽ là đăng ký với hội viên thành phố Hồ Chí Minh để làm và chỉ thị là nỗ lực để hỗ trợ cho hội viên cũng được thì để dự hôm nay thì chúng ta được ở nhà trong mọi chúng cả gia đình đã gia đình nội dung thì được chia sẻ cái tâm tư tình cảm thân mình chúng ta có thành công mình thứ nhất là khen ngợi anh Tám đồng thành viên rất nhiệt tình và đã từng đi theo công đức tham gia kết nối trong tất cả khu vực miền Nam rồi sau đó là trong cán bộ dấu chân của anh Tám là các thành viên nội dung phụ trưởng đã đi làm nhiều nơi ở miền Nam rồi các sự kiện của họ thì thương hiệu và dù cũng có những cái hạn chế khó khăn về phương tiện đi lại, đang điều kiện thì là ta phải được tình đó là cái điểm son của hội viên phụ và đặc biệt là trong năm nay hội viên phụ nữ cũng đã đăng ký tổ chức cái sự kiện này với sự tham gia của hội đồng Chí Minh rồi với sự tham gia của đại diện các tỉnh thành và tận để dự và đặc biệt là có mặt hầu hết các anh lãnh đạo hội viên của các quận huyện xung quanh thì chứng tỏ anh Tám cũng rất là có uy tín, cũng rất là có sự tình cảm quý mến của cộng đồng hội viên mình. Cũng cảm ơn đánh giá cao sự nỗ lực của các thành viên hội đồng hội viên mình cũng được, đặc biệt là những thứ bạn mới đã hỗ trợ anh Tám để tổ chức cái hoạt động ngày hôm nay. Thì tuy nhiên, cái này cũng phải nói cái chương trình là so với cái hội nghị cái đại hội thành lập hội đồng hội viên cũng được cái này tôi nhớ không lầm là 56 năm trước thì đấy thì cái quy mô số lượng người tham gia của chúng ta hôm nay thì mới đạt có được chắc khoảng 1/3 thôi chứ không có được 1/2 nữa thì ở trong đó tôi nhìn thấy thì chú lại một nửa là đã có khách mời thì bà con cộng đồng của Dương trong quận cũng dừng không có mặt được thì đây là một cái chỗ chúng ta phải cân nhắc rất kỹ lại bởi vì một cái cây mà chúng ta trồng thì sau 5 năm thì từ 5 cành 10 cành thì nó lên 50 cành 70 cành 5 cành nhưng nó không thể từ một cái cây 5 cành bây giờ nó xuống còn 2 cành được thì như vậy chúng ta là cái phong trào của chúng ta nó có vẻ nó phát triển rất chậm thế nào là 8 và các thành viên mới trong hội đồng hội dương ở vùng phú nhuận phải cố gắng nhiều hơn nữa để làm sao lần tới chúng ta có những cái hoạt động sinh hoạt của hội dương vùng phú nhuận thì cái số lượng người tham gia đặc biệt là các cô bác các thành viên của dương cũng như là đầy đủ mỗi năm phải phát triển hơn thì nó không phát triển hơn thì nó bị giữ nguyên thì không nên để cho nó vơi đi hay là nó không được sử dụng như là đầu thì đó là cái công việc là riêng của dương mà các chủ khác cũng phải thấy được cái chuyện đó thì là đây là chiến thành thì dễ nhưng giữ thành là khó. Và hôm nay cũng xin thưa quý vị là những cái dịp về đây thông báo một số các cái hoạt động của hội viên Việt Nam chúng ta đã và sắp tới vừa rồi thì quý vị biết là hội viên chúng ta đã có những quyết định rất lớn thì có thể cũng gây ra một số cái băn khoăn của ban lãnh đạo hội viên các cấp rồi kể cả bà con cộng đồng hội viên của mình là hôm nay chúng ta không có những cái hoạt động mang tính tổ quốc như là lễ hội xuân, rồi là hội dân việt nhân dân hay là thanh niên. Tuy nhiên thì
đây cũng là một cái quyết định mà nó phải nói nó cũng là cái mới, cũng là cái chúng ta nhìn thấy trong cái quy có cái cơ, tức là trong cái khó khăn chung của cả nước, khó khăn chung về định hướng, thì Hội Hữu Việt Nam chúng ta có những cái quyết sách như vậy để tạo cơ hội cho cơ sở chúng ta, các hội đồng nhân dân các tỉnh thành có thêm cái động lực để tự lực tự cường, tự phát huy cái vai trò của mình. Bởi vì hoạt động xã hội giao tầm là hoạt động xã hội, hoạt động có thể chức từ thiện cho đi là gì, cho nên là đây là cái cơ hội để chúng ta nỗ lực chứng tỏ được năng lực của bản thân. Thì tôi tin rằng là hội đồng nhân dân các tỉnh thành chúng ta thấy được cái hoạt động này, thì chúng ta tự lực nỗ lực phát triển. Và nếu hội đồng nhân dân các tỉnh thành nào cũng làm được cái việc này, phong trào trồng trọt của chúng ta không thể suy chuyển và củng cố và phát triển. Và đây là cái chương trình mà tôi nghĩ là nó xuất phát từ nhiều lý do, trong đó chúng ta nên lấy cái nguyên tắc là tự lực tự cường hay là cái khác gọi là xã hội hóa còn khá chậm lắm. Và để làm được cái việc này thì chúng tôi cần sẽ có một số các cái đề xuất kiến nghị đối với hội nghị của chúng ta hôm nay. Xin thưa với tất cả quý vị là để trước cái tình hình trồng trọt chúng ta có nhiều thay đổi như vậy, đặc biệt là riêng khu vực đông nam bộ chúng ta cũng vậy,